Thưa quý vị, là mỗi lần hàng về thì quý vị tôi đã review trên video này hoặc các cái video khác thì quý vị đều có thể đặt hàng ở trên đấy được quý vị nhé. Có nghĩa là quý vị cần một cái sản phẩm nào đó thì đều có thể liên hệ về số sale để có thể hỗ trợ được cái sản phẩm đó. Vì những sản phẩm này ngoài những khách hàng đã đặt ra thì vẫn còn stock kho rất là nhiều. Do vậy là quý vị có thể đặt hàng bất cứ một sản phẩm nào ở trên này hoặc là có nhu cầu gì hỏi thêm thì quý vị cũng hãy liên hệ với sale để được hỗ trợ. Và hôm nay là ngày 22 tháng 3 và một lô hàng nữa tôi lại về và tôi sẽ review cho quý vị những cái sản phẩm trong này nhá. Đây này sẽ về được hai kiện quý vị ạ. Tất cả cái sản phẩm này thì chúng tôi đều đa phần chính từ Thụy Sĩ về, do vậy là sử dụng hàng không của hãng, đa phần là sử dụng UPS quý vị ạ. Ở video trước quý vị có nhìn thấy đấy, xe UPS thì thường là sẽ giao hàng rất là nhanh và chuyên nghiệp. Nếu quý vị nào mà nhập khẩu mà hàng không thì hãy dùng UPS, họ cũng rất là uy tín và nhanh, nhanh nhất trong những cái top nhanh và cũng là đắt nhất quý vị ạ. Đây là những mẫu Knipex, đây là mẫu 0306 200. Lần trước thì tôi chủ yếu là về cái 180 nhưng mà do nhu cầu của quý vị là một số quý vị là cần nó dài hơn, lần này tôi đã đặt rồi đây. Đó, đây là mẫu cách điện 1000V và chiều dài 200 mm. 8605 là những cái mỏ lết kìm cán cán béo. Tôi về nhưng nó lại cứ hết, cứ làm video thì quý vị lại đặt hàng. Thích Knipex của quý mến kênh thì vậy là cứ đặt xong lại về thôi, tôi lại cho về. Đây đây là một cái sản phẩm rất đặc biệt quý vị ạ, của Tutara. Đây là cái rút đinh rivet, nhưng mà rút đinh rivet này là rút đinh rivet có gen quý vị ạ. Cái này là made in Germany. Có cái sản phẩm đi theo thì nó đã thi theo cái M5 rồi. Cái kiểu rút này là rút đinh, không phải là rút đinh rivet kia đâu quý vị ạ, mà cái này nó chỉ là cái rút đinh mà khi mà chúng ta rút cái rivet vào vẫn bắt được gen đấy. Đó, nó khá đặc biệt. Mà ở những cái xe tải đông lạnh hoặc là một số cái hệ công trình nhôm ấy thì người ta sẽ dùng cái này, hoặc một số cái thiết bị là rút đinh vào rồi thì bắt được gen. Một cái sản phẩm này thì giá của nó là gần 5 triệu quý vị ạ, 4 triệu 850 nghìn. Made in Japan, made in Germany. Cái sản phẩm này cũng rất là hay, nếu một set của nó mà có cả cái đinh thì nó sẽ mắc hơn, nó hơn 7 triệu ấy. Gì đây, những cái lục giác về rất nhiều quý vị ạ. Đây là lục giác góc 100 độ, đây là lục giác 100 độ này cũng về rất là nhiều. Ui, đây này quý vị này, đó nghĩa là mỗi một hộp này hãng nó đóng nó là 10 cái, đừng nói đây nữa nhá. Cái hộp PB Sheet nó đóng bằng cái hộp giấy, như vậy những cái vật sản phẩm nào nó nặng ấy thì nó sẽ bị vỡ như này quý vị ạ, và do quá trình vận chuyển. Vì quý vị biết là hàng không này kể cả từ Thụy Sĩ sang ấy là nó sẽ không đi thẳng sang Việt Nam mà nó có thể sang Hồng Kông hoặc Hàn Quốc, sau đó nó mới quá cảnh sang bên này. Do vậy cái hàng vận chuyển nó nhiều, nó nặng như này nó sẽ rách như này. Ui, về cũng rất nhiều, lần này về cũng là rất nhiều cái bộ lục giác 1000. Bạn này là những cái bộ này vẫn còn rồi nhỉ. Hết. Đây là cái bộ tô vít của ba cô mà rất được ưa chuộng, mà quý vị rất là dùng rất là hay đấy, ở video trước tôi có nói rồi đấy, mà giá cũng rất tốt, 480.000 đồng của Thụy Điển. Đây là những bộ tung lô vít cán Ego PB8215. Chắc đây cũng vậy. Đây cũng vậy quý vị ạ. Một bộ clay Starwide, bộ clay này rất hay đấy quý vị, nó bé xíu à. Mà một số nhà máy lại rất hay dùng cái này nó sử dụng chủ yếu ở trong những không gian hẹp và cỡ của nó rất là mini, cỡ nhỏ nhất của nó là 3.2 này quý vị, 3.2 này, 3.5 này, và đến lớn nhất là có 14 thôi, và phiên bản của nó là rất là mỏng. Nó mỏng, rất là mỏng và nó sử dụng chủ yếu ở trong cái không gian hẹp ấy. Rất là đa dụng đấy.
và lực siết của nó cũng khá là lớn. Và về cơ bản thì cái mẫu phiên bản này có cả Starwide và Farcom, bộ nhỏ xíu này thôi nhưng mà cũng gần 4 triệu ấy quý vị. Đây là những cái cẩu móc này là cẩu móc cho máy ấy, quý vị. Đây là cái này là M mấy, đây ví dụ như cái này là M12, tôi sẽ bỏ ra. Sản phẩm của hãng ở tập đoàn ấy thì những cái cẩu móc này được khá là chất lượng vì đa phần ấy là xuất xứ của Đức, do vậy là cái độ an toàn của nó rất cao, hệ số an toàn của nó cũng rất là cao. Ví dụ như này là của hãng Rút đấy quý vị, rất là nổi tiếng của Đức và giá trị của nó cũng rất là mắc, và đa phần là những cái máy lớn mà quý vị cần dùng ấy, thì cái này hệ số an toàn nó cao rồi nên dùng của nó. Đây vẫn là bộ lục giác 100 độ. Đây là những cái cô cán Tonovit 8 trong 1, mà hôm trước ở video trước tôi nói rằng là phong thủy mà thiếu cái cán đỏ ấy, thì là này cán đỏ về thêm này. Cái đi pách này quý vị. Lần này có về cả một con dao là cái kìm cắt cáp này, chuyên dụng để cắt cáp của Kinepec, và cách điện 1000V. Lục giác lẻ của PB Street Tool. Lục giác lẻ. Quý vị nhìn thấy cái kìm bé của Kinepec nó bé trong lòng bàn tay, cái này ra chiều dài 125 quý vị ạ. Đây là cái kìm kẹp ống kiểu khóc ba, bé xíu trong lòng bàn tay, rất là nhỏ, chiều dài 125. Đây những cái con tô vít mà màu vàng như này của PB Street Tool, có nghĩa là nó cách điện, nó được chống tĩnh điện theo tiêu chuẩn ESD, tiêu chuẩn chống tĩnh điện. Đây quý vị nhìn thấy rằng là nó lẻ tẻ như này đây. Đấy, lục giác lẻ này, những cái tô vít nhỏ và những cái tô vít hình đồng xu. Cái vít đồng xu này thì chỉ tháo những cái vật bằng nhựa, con vít bằng nhựa mà nó to ấy, trong cái máy của quý vị ấy, hoặc là những cái mục đích sử dụng khác nhau, nhưng con này thì dành riêng cho kiểu hai cạnh, tháo những con vít nhựa nó cỡ lớn, nó không làm biến dạng cái đầu của vít. Còn cái tô vít thường quý vị nhìn thấy to nhất nó chỉ là 8 thôi. À đây rồi, đây là cái rất đặc biệt quý vị ạ, và tôi cũng đợi để có thể tặng cho quý vị ở video tới này. Đây là của hãng Kinepec nhưng mà cái này rất đặc biệt đấy quý vị ạ. Đây chính là cái đèn pin mà đặt ở trên cái kìm ấy, sau đó là soi để làm quý vị làm việc ở trong những cái môi trường tối hoặc sửa chữa, rất là hay. Và tôi đã đặt rất lâu rồi, hãng nó không có lần này về. Cái này chủ yếu là giá của nó cũng hơn 300 nghìn nhưng mà tôi để chủ yếu là sẽ tặng cho quý vị, tặng cho quý vị nào mà có những cái đơn hàng lớn quý vị nhá, và quý vị sẽ theo dõi ở video sau, có thể bán và cũng có thể tặng. Đấy, nó có loại li ti, quý vị có thể nhìn thấy từ những cái lục giác nhỏ nhất. Đây là cái thùng lớn quý vị này. Hãng đóng chủ yếu là bằng máy, bán tự động bằng máy hết, do vậy là họ không được quấn. Khi mà quý vị nhìn thấy ở Hatiwood đóng hàng cho quý vị là đều bọc hết, bọc xốp này hoặc là bọc các cái túi ni lông rất là gọn và chắc chắn, nhưng mà hãng thì đóng bằng máy, do vậy quý vị nhìn thấy nó chỉ dán mỗi thế thôi. Thế nhưng mà cũng chưa bao giờ bị lẫn hàng hoặc mất hàng đâu quý vị. Đây là một bộ tô vít 4 cạnh, hai cạnh và 4 cạnh của PV Switun. Cái này tôi về rất nhiều đây quý vị này. Đấy. À, 4 hộp này, 6 hộp này, 8 hộp này. Nhiều, nhiều quá quý vị ạ. Đây như về khoảng 20 hộp đấy quý vị. Đấy, rất nhiều. Sắt thép quý vị nhìn thấy này, siêu nhiều. Đây là những bộ lục giác cũng là 100 độ nhưng mà phiên bản loại dài PB2212LH-10, phiên bản hệ mét và dài, và
góc của nó là 100 độ quý vị ạ. Và ở video trước, nếu quý vị đang cần dùng mở cái góc 100 độ này chưa ưa ấy, sẽ có một cái bộ phiên bản mới nữa là 2222. Thì với cái phiên bản đấy nó sẽ là góc quay của nó vừa được 90 độ và vừa 100 độ. Đấy là cái sản phẩm mẫu mới nhất của Pebrisitun. Đây quý vị, tôi về như này để có thể cung cấp được cho rất nhiều quý vị luôn. Rất nhiều nha. Wow. Sorry, quý vị ơi, đây là một cái con Cre Facom. Facom mà cũng là dạng rất là thông minh, hay là chiều dài của nó ấy là 100. Rồi, cán cầm và nó cũng tự động, à nó cũng không phải tự động đâu, nhưng mà nó có cái thiết kế rất là hay và tôi đã nhập về cho quý vị xem đây, nó mở mở như này. Hay lắm. Nó khác so với các loại khác quý vị, nó không phải là tự động thế nhưng mà nó có một cái cơ cấu rất là lạ đấy quý vị nhá. Ok, ở video sau tôi sẽ review cho quý vị cái này nhá. Đấy, đây là kìm, một cái con kìm mỏ quạ của Pacom nữa này. Bộ tôi đồ vít. Đây là một cái bộ của Made in USA của Z, là cái bộ dụng cụ 111 chi tiết. Và cái này thì tôi đã review cho quý vị rồi, và này nó về tiếp quý vị ạ. Đó. Hàng nó về đây quý vị. Rất nhiều quý vị nhá. Đó. Và quý vị nào đặt hàng ở trên kênh thì hãy liên hệ với kênh để được hỗ trợ thêm. Ngoài ra bất cứ một cái sản phẩm nào khác theo yêu cầu thì quý vị cũng có thể được tư vấn quý vị nhá. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.